Đại Nghĩa xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và thưa quý vị khán giả, đến với Sao Hay Chữ trong thời gian qua thì có rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ đến tham gia chương trình. Ban đầu là một cái sự ngại ngần khi nghe tên chương trình, cảm giác rằng là vào đây chắc là một cái chương trình nó hơi khô khan, nhưng không. Khi họ bước vào, họ đã có rất là nhiều những cái khoảnh khắc thật vui và họ thật sự cảm thấy thú vị khi tham gia. Và có lẽ quý vị khán giả cũng như thế, khi xem chương trình Sao Hay Chữ, chúng ta có thể hình dung ra cả một đời sống ngày trước của cha ông Việt Nam chúng ta như thế nào. Từ phong cảnh làng quê cho tới những câu gieo duyên, những câu tỏ tình hoặc là những kinh nghiệm sống được đúc kết trong từng câu ca dao mượt mà. Và với ca dao Việt Nam có rất nhiều phong phú, hấp dẫn và đa dạng, cho chúng ta nhìn thấy được những nét đẹp của người dân Việt Nam chúng ta ngày trước như thế nào. Đến với chương trình Sao Hai Chữ trong suốt thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có được rất là nhiều những tình cảm yêu thương từ phía quý vị khán giả. Rất là vui khi quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng điểm lại những hình ảnh rất là vui, sôi động, kịch tính, hấp dẫn của những người nghệ sĩ khi đến tham gia chương trình Sao Hay Chữ. Đầu tiên là cái phần chia đội với những trò chơi dân gian mà chúng tôi luôn luôn muốn đưa vào chương trình để cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, biết về những trò chơi rất là đổi quen thuộc của cha ông chúng ta ngày trước. Từ cái trò chơi tạt lon đến trò chơi ném còn, hoặc đơn giản nhất là cái trò chơi quảnh tù si. Chỉ như vậy thôi nhưng mà đã có những cái phật trận cười nghiêng ngửa của những người khách mời khi đến tham gia chương trình. Mọi người chúng ta hãy cùng xem lại nha. Chúng ta sẽ có một cái trò chơi dân gian nho nhỏ và cái người nào chiến thắng cuối cùng ở trong cái trò chơi này thì người đó được quyền chọn thành viên cho đội của mình. Trò chơi như sau. Đây là một trò chơi của người dân miền Tây Bắc, đặc biệt là vào mùa xuân, nam thanh nữ tú sẽ hay chơi cái trò này, là ném con, hay mình giống như mình cảm giác giống như là quăng tú cầu vậy đó. Ai mà vô được 3 trái trước người đó sẽ thắng nha. Mà từng cặp thi đấu với nhau. Anh Nghĩa ơi, cho em hỏi là mình ném như thế nào cũng được hay như sao? Như thế nào cũng được. Dạ. Miễn sao qua nắm thôi. Trời qua em miễn được, cầm sợi dây nè. Miễn sao cầm sợi dây rồi mình tung mình quăng qua được rồi. Mình cầm với cầu không phải mình cầm cái này là mình trội vậy. Phải cầm sợi dây mới khó. Cầm sợi dây. Bắt buộc là cầm sợi dây hả? Đúng vậy. Ném còn phải vậy nè em. Đó. Đâu Nghĩa thử một trái coi. Đó. Cầm với cầu này dễ chứ cầm cái dây hơi khó. Em cứ nhắm thẳng vô cái camera cho anh. Nghĩa, bây giờ mình có ý kiến về mình đừng có chọi trái còn. Đó còn. Mình đừng có chọi trái còn mà chọi Dũng qua được không? Tại vì cái này giống như cái Dũng chỉ bay quá cái dòng làm được chuyện đó. Thạch xanh nó bông nổ Dũng. Mỗi người cầm rồi cứ ném vô được 3 điểm trước thắng vậy thôi. Rồi. Chú ơi. Dũng. Quay quá chóng mặt em ơi. Không vậy? Nó chóng mặt em. Nó chóng mặt nó văng ra ngoài đó. Rồi, 1 2 3. Ra mà. Trời ơi, em bắn chim hả? Mình phải nhẹ nhàng. Ôi, thôi em ơi, cầm một cái nhẹ nhàng thôi. Dũng bên kia kìa Dũng. Cố lên chị ơi, cố lên. Vẫn là 1-0 nghiêng về Minh Dũng. Minh Dũng hay quá Dũng ơi. Em hỏi mình phụ nữ mình được ưu tiên chứ. Em nói cái gì vậy Khánh Ly? Ồ vậy em hả? Em là phụ nữ mình được ưu tiên. Ủa, chứ em ở đây luôn hả? Rồi. Hồi nãy là ủa rồi hai đội thua ở đâu á nha. Một đều. Hai đội thua ở đâu nha không? Để tranh 3-4. Anh à. Ưu tiên đúng không? Trời đất ơi, khó. Khoảng cách xa quá. Là kỳ lắm á chị. Bảy, ơi. Khoảng cách xa quá. Qua luôn. 2-1. Rally. Vô. 2-2. 3-3-2. Lượt cuối Kali nè. Đứa em đứa cái gì mà xa quá vậy? Xa quá. Nghe nè anh chọn. Vậy thôi để anh nắm em. Ừ, 3-2. Sao không chơi bóng rổ luôn đi. Dạ thưa quý vị, trong trận vừa rồi mặc dù hai người đều gọi là ngang tài ngang sức, một người đứng rất gần là Minh Dũng và một người đứng rất xa là Kali. Đó. Em nói thiệt là đứng gần đâu có dễ. Đâu em có đứng dễ quá xa Kali à. Dạ. Còn Minh Dũng mình đâu có dễ. Dũng mà Dũng mình đàn ông, lẽ ra mình phải đứng xa một chút, sao đứng gần xịt vậy? Để mấy Ly đứng xa thì xa thấy không? Thì bởi vậy Nghĩa kêu người ta đứng xa thì người ta phải đứng cho xa. Cho nên Kali em thắng, em chọn đội đi. Thích ai chọn người đó. Qua đây, ba cái nhân vật thua một có đứng bên. Nè, em đi rã một vòng em lựa cho anh. Nha. Thấy cái mối nào ngon mang về. Anh nè, em lựa anh sẽ không bao giờ mà em thất vọng đâu. Anh hứa với em luôn đó. Thất vọng từ phút đầu tiên luôn rồi. Anh lấy cái gì để anh chứng minh được với em là anh sẽ hỗ trợ cho em? Trời ơi, từ đó giờ anh quen với em biết bao nhiêu năm rồi em cũng biết anh là người như thế nào chứ. Rồi, đi qua đây đó. Đi. Hay là không được lựa đó hả? Dũng.
Thôi đi ra đi, em tránh xa anh ra đi. Trời ơi, vậy là Dũng từ chối em rồi anh. Không phải là anh đi ra luôn đi. Ờ, vừa lên rồi không. Trên hai chị em đây, mình em đây. Trời ơi, hai chị em mình hôm nay giống như lâu là công quá chúa không gặp đó. Không chị. Ừ. Ê, mới nghe nè, nghe cái mùi nói chuyện nha mà thấy chân thật chứ sợ. Thấy chân thật chứ sợ luôn. Chị em, chị em. Trời lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp thôi. Phẻ, chị phẻ. Ghét lắm. Đây là mùa xuân mà mọi người. Mùa xuân thì vẫn là còn mai còn đào của mọi người. Chứ bán mai đào được không? Vẫn còn bán mai đào được mà. Chị khỏe không? Chị khỏe lắm. Hôm nay mình chơi cái game show này á, chị cứ chọn trong ba tụi em đi. À, chị thích thì chị cứ chọn, mọi người đều giúp cho chị hết. Trời ơi, người nào em cũng thích hết trơn á. Em chọn anh Nghĩa được không nè? Trời ơi, làm gì có cửa đi với anh. Thôi nói giỡn gì chứ. Dù gì em với Thuận cũng là một một thời thanh xuân. Thời thanh xuân của em và Thuận cổng mặt trời. Em về đây với anh Thuận. Về đây ly. Vậy mà anh Thuận ơi. Vậy anh thôi, về với em. Về bên em. Qua đây bé Trình em VIP của anh đây. Tập yoga cho ốm. Hai đội đã sẵn sàng. Vậy thì chọn cho tôi một cái tên đi nào. Bên kia trước đi. Bên đây trước. À, em nghĩ đây cũng là một cái tên kỷ niệm của em với anh Thuận. Cho nên là hai đứa sẽ chọn cổng mặt trời. Cổng mặt trời. Cổng mặt trời là lên trời nóng lắm luôn á. Còn bên đây thôi mình chọn đi. Ở bên kia có trời rồi thì bên đây mình có thanh đi. Thanh xuân đi. Thanh xuân đi. Đó, tại hai đứa ăn tắp mỡ, mặt đứa nào cũng thanh xuân á, cho nên chọn đội là thanh xuân. Phải lấy một cái gì đó nó thanh xuân, đầu nó tươi mới. Tuổi thanh xuân đi. Không, tuổi thanh xuân. Thì ba từ hợp với bên đây. Tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân đúng không? Tuổi thanh xuân và cổng mặt trời. Dạ. Mời hai đội về chỗ của mình. Hồi nhỏ có chơi đá gà không? Chơi đá gà không phải là chơi thảy hai con gà ra. Chơi đá gà vậy nè. Bên nào mà rớt cái chân xuống trước, bên đó thua. Vậy đó. Với hai cô gái mặc váy ngắn này, chúng ta không chơi đá gà bằng chân mà đá gà bằng ngón cái. Đó. Hai em sẽ đan tay với nhau và dùng ngón cái. Bên nào mà đè được cái ngón cái bên kia xuống thì xem như người đó thắng. Mời Trang Thúy và Trịnh Thảo. Vô chưa? Chơi mà tự nhiên gãy con heo. Chưa biết chơi em. Nè, từ 1 2 3 vô. Đó. Chà, cái neo bên kia cơ bộ. Em nghe chơi xong có người sức móng. Ê, chưa. Một. Ủa là mấy anh nói kìa, em phân tâm. Ôi em, trời đất ơi, đối thường rồi. Ủa gì vậy ta? Ủa, mà bà nói anh ta đó, biết chơi mà em này kia. Cuối cùng, nó bị cái móng bên đây đè xuống. Ê, chưa. Tại mấy anh đó là phân tâm hết trơn trời. Đối thường, hai em dạt ra cho hai chàng trai. Lên gà. Yup. Còn mấy mình chạy vòng tròn bên kia mệt tự buông chân xuống. Ô lê ô lê ô lê. Wow, vẫn chưa ai thua. Ô lê. Hay quá. Ô lê. Ôi. Đúng quý vị. Và cuối cùng trong trận chiến sinh tử vừa rồi, Jin Tuấn Kiệt chiến thắng. Mệt quá. Chưa hết đâu em, còn nữa. Mời Trịnh Thảo qua đây. Nhưng mà lần này thì Trịnh Thảo với lại Jin thì sẽ không đá kiểu này nữa. Chúng ta sẽ đá cái kiểu bằng ngón tay giống như nãy nha. Cẩn thận với cái bầu neo của bà. Cái bầu neo nhọn lắm nha. Một, bắt đầu. 2 3 vô. Vô. Cái này hình như nắm tay luôn kìa. Chơi đi. Ủa đâu chơi đâu chứ? Rồi, cuối cùng thì anh đã phát hiện Jin đã hai lần tè cái ngón cái có cái neo dài thiệt dài này xuống. Jin Tuấn Kiệt chiến thắng chung cuộc. Cái đó là em dùng anh thôi đó. Ok. Chọn đội đi em, chọn ai? Tay cái cọ này, cọ nhau cũng nhiều quá. Thì hơi hai cái cọ chơi nhau luôn đi anh. Hai đứa cọ chơi với nhau luôn. Qua đây. Ô trời ơi, mình là đàn ông mà mấy chú hả? Mấy chú ok. Hai đứa gái chung đội, hai trai chung đội cũng hợp lý hợp tình đúng không? Đặt tên đội đi em. Cô Thắm đi em. Dạ cũng được. Dạ, lý tưởng nào cô Thắm hay. Dạ cô Thắm. Bên đây đặt tên về làng đi. Ủa vậy luôn. Dạ không. Rồi em có tên về làng, em tự đặt với nhau rồi. Tên gì? Phim gì mà cũng về miền quê Hương Phù Sa thì em thích nhân vật Út Nhỏ thì em đặt tên Út Nhỏ được không anh? Út Nhỏ là Tăng Thanh Hà đúng không? Dạ đúng rồi. Tăng Thanh Hà đúng không? Dạ đúng rồi. Em tưởng là hai đứa em đẹp như Tăng Thanh Hà hả? Còn mấy bên đây mà cái gì anh cũng không về hồi giờ. Út Ráng đi Kim Hiền. Dạ ráng được Út nhỏ. Rồi Út Nhỏ. Dạ đúng quý vị. Bên đây Út Ráng em nghe rất hợp lý. Còn Út Nhỏ mặc dù nó hơi ngượng xíu nhưng mà bởi vì nó muốn vậy mà. Dạ. Mời hai đội về chỗ.
ai là người chiến thắng cuối cùng trong cái trò chơi nhỏ nhỏ này sẽ được quyền chọn đội. Wow, dạ. Trò chơi rất là trí tuệ. Đó là trò chơi quảnh tàu xì. Trí tuệ ghê chưa? Quá trí tuệ. Rất phức tạp nha. Từng cặp một sẽ bước lên đây quảnh tù xì. Coi như thắng 3 lần là thắng luôn. Và chúng ta không phải quảnh tù xì bằng cái bàn tay của chúng ta không thôi, mà chúng ta sẽ có đạo cụ. Đây à, ui, trời ơi. Kéo búa bao. Cho mình nói chọn thôi là mình nè. 1, 2, 3, rứt. Búa bao mặt 1, 0, tiếp 1, 2, 3, ai là người thắng tiếp theo? Thắng luôn. Bao kéo 2, 0. Người chơi thắng luôn nha. 1, 2, 3. Hả? Bao, búa, 2, 1. 2, 1. Tiếp. Là dẫn tiếp luôn hả? Ờ, tiếp luôn. 1, 1, 2, 3. Hả? Thắng rồi. 3, 1, chiến thắng. Em chiến thắng. Em được thường viên ngang đi chọn đội. Dạ đúng. Lựa đi. Nào, những cô cậu bé 15, 16. Dạ. Cô gái này đẹp lắm. Ừ. Em đứng kế không đẹp lại. À, đúng rồi. Không thích. Bị dập. Không thích. Lại đầu tiên. Lại. Đi anh chỗ khác chơi. Đúng rồi. Bây giờ rồi. Em thích. Bây giờ một bên là tản mỡ và một bên là khung xương. À, không có mỡ. Thì luôn á Kim Anh không có mỡ. Trời ơi. Người ta tập tạ bao nhiêu năm nay. Gì vậy? Tại vì em dạo này em vừa mới xuống cân đó, cho nên em nghĩ là những cái xương của em mà va vào đây nữa thì thôi cũng không, mình cũng không nên va vào thế giới mà. Dạ đúng rồi, cho nên bài em xin lỗi anh. Việt không cần phải nói nhiều. Em xin lỗi anh. Dạ. Nào anh ơi. Đừng có mà giải thích. Em không, em không. Em quá em. Nhớ mặt đấy. Không sao, chúng ta về một đội. Như ôm một cái bao gạo đúng không? Đặt tên đi em. Đặt tên đội mình đi. Sắc màu đi. Sắc màu. Thật sự là không hề sắc màu luôn ấy. Bên đây sắc nào, bên đây là cái gì? Màu sắc hả? Không, bọn em thì chẳng có màu sắc gì, nhưng mà thấy có nhiều cái xương. Đặt tên là xí quách được không ạ? Xí quách. Okay. Xí quách và sắc mặt mời hai đội và gió. Chúng ta sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ, và người nào chiến thắng trong cái trò chơi này, người đó sẽ được quyền chọn người bạn đồng hành của mình. Trò chơi như sau. Ở đây anh sẽ có hai cái miếng tròn, hai bạn sẽ thi cùng một lúc. Và trên cái miếng tròn này mỗi bạn sẽ để một trái banh bàn. Đây, từ ở dưới đi lên trên. And đi làm sao cho nó thăng bằng. Ôi sao dễ quá vậy. Đó, và bỏ trái banh này vô trong cái hộp ở đây. Bạn nào mà mang về 4 quả trước thì bạn đó sẽ thắng. Hai người phụ nữ thi trước, hai người đàn ông thi sau. Sau đó, người chiến thắng của hai đội nhỏ sẽ tiếp tục thi thêm trận chung kết nữa, chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Mời Đình Lộc với lại Hằng Binh Bon. Chuẩn bị hai cái nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Đi. Đi thẳng đi. Khó. Ừ. Cái nó không có rớt đâu, đi nhanh một lên. Một trái. Cái này khó quá à. Ủa em đòi. Bên kia ta vô hai trái rồi kìa. Ủa. Ôi. Ba trái rồi. Ủa trời ơi, thấy trên có ba trái hả? Anh nghĩ. Ủa hai bên kia thắng rồi. Thằng bên kia 5 trái luôn rồi. Trời ơi, hết luôn rồi. Bên đây 7 trái luôn, giống như chơi dằn mặt vậy đó. 7 trái, thằng Binh Bon cuối cùng là người chiến thắng. Yeah. Rồi, ba người thua cuộc đứng đây, em ở đằng kia đứng hàng. Ba người thua đứng đây. Hàng, em đi em lựa đi thằng. Trai trẻ, trai đẹp. Gái có con trong người. Em chọn ai? Em thích mô hình nào? Em thích mô hình chất lượng. Chất lượng. Và đó sẽ là một mô hình chất lượng, và em cần một người biết về công thủ. Vậy thì em sẽ chọn ai giữa hai người này? Em sẽ chọn bạn Lộc. Yeah. Mời Lộc về với hàng Binh Bon. Còn bên đây, ủa em ơi, nó em nè, nó nhỏ lắm luôn đó. Nó có em mới 18 tuổi anh nghĩ. Yeah, 18 tuổi. Em ráng cố cho nó dễ thương như bé đó phải không? Như vậy là chúng ta sẽ có hai đội. Các em hãy chọn cho đội mình một cái tên rồi đó, dễ gọi, dễ nhớ, dễ kêu. Bởi rất dễ anh ạ. Tên gì? Nhìn đội em thôi là biết đội em. Hai đứa đều thần nhỏ đồng. Trời ơi, thần đồng thôi. Thần đồng. Bên đây thần đen hả? À không. Em hôm nay em mặc quần đỏ, đội em lấy số đỏ. Ủa rồi, chị Thảo cái đó có màu gì đó liên quan tới có đây, có đây. Trời đất ơi, có một cái lưỡi chút ét. Rồi, cũng được. Thần đồng, gan quá. Bên đây số đỏ, mời hai đội về vị trí. Tiếp đến là những pha siêu lầy lội của những cặp khách mời thông minh, hài hước, dí dỏm. Họ sẽ cùng nhau trải qua những thử thách mà chương trình đưa ra thông qua những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát sai một ly đi một dặm. Đã có những cái màn hài hước và cả những cái pha chặt chém giữa cả hai đội chơi. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi lại. Mời ô chữ. Đội chị em
mình mới thua xong, cho nên mình được ưu tiên chọn trước. Bây giờ cái khoảng cách số tiền nó lớn quá, mình phải tính toán lại đi. Tính toán lại, mua một ô thôi. Bây giờ mình không mua luôn cho bên kia mua mình đó. Ủa không được. Ủa không được. Lại chơi lớn. Chơi lớn vậy. Ít nhất phải mua một ô. Em mua A1 đi. A1. Rồi còn gì nữa? A6. A6 xong. À, hai lô góc vậy đó hả? Hai lô ở góc. Ngon. Ngon. Ở đây anh em thì mua B1, B8 với lại B4 đi. Trời nhiều tiền có khác ha. B1, B5 với B8 ạ. B1, B5 với B8. Gợi ý: câu ca dao tôn vinh tình bằng hữu, biết yêu thương đùm bọc nhau. Tình bằng hữu nghe. Chuẩn bị nha, chuẩn bị. Không có hậu đầu nữa nghe chưa. Chuẩn bị nha. Hi, chuẩn bị kì. Dạ, Lý nó sẵn sàng rồi kìa. Ê, ngồi xuống bị bắn ăn gian. Mở ô chữ. Trời ơi, chết rồi, không phải đâu đó đâu. Sao vậy không biết nữa. Quỳnh Lý ơi, cái chân em dài hơn chân của Phạm Hy mà em. Phạm Hy, em vừa mới thấy luôn, em chưa được coi mấy này, em chưa định hình được. Vừa mới thấy với anh thôi là anh Hy vậy rồi. À, cầm. Mà nè, nói nghe nè, em có giận cũng đừng quánh méo cái chiền của anh chứ. Tức thiệt luôn á. Nó móp lúng ở bên trong luôn rồi đó. Chứ phải chích tiền thưởng của ai đứa đền cái chuông nữa chứ. Nè, quánh trước thì đọc cho đúng nghe. Dạ. Mời em. Dạ thưa anh, thiệt sự thì hồi nãy lúc mà anh đọc cái gợi ý á, là trong đầu em đã nhảy số một cái câu ca dao tục ngữ mà về tình anh em rồi. Câu gì? Nhưng mà câu khác. Là anh em như thể tay chân, rất lành đùm bọc dở hay khó khăn đỡ đòn, đại khái gì đó. Thì em vừa nhìn cái A1 thấy chứ anh một cái là em bày ra em muốn chết ben liền. Hết chịu. Xong cái xuống cái thấy nó không phải câu đó. Tập trung dạy. Bây giờ tụi em có một câu khác vừa mới nảy ra. Rồi em nảy ra cái gì? Em nảy ra. Đâu Kim, đọc thử coi Kim. Khoan, câu đầu em, câu đầu anh em nè. Anh em ở chung một nhà. Chị, tiếp. Em biết cái này là vẫn là anh em đó. Nhưng mà cái câu người dân khách họ được không? Người dân khách họ vẫn là anh em. Chốt chưa? Dạ chốt. Không có dần gì hết trơn. Anh em không phải ở chung một nhà. Anh em ở chung một nhà. Người dân khách họ vẫn là anh em. Chốt chưa? Dạ thì chốt rồi đó anh. Chốt mà nghe có vẻ yếu quá. Không, anh em chốt cái câu dưới câu trên này cho bên kia chốt được không anh? Anh em chịu thôi. Trời không được em ơi, ăn là ăn cho hết, ăn trọn gói. Chứ không thì phải bị trừ. Ăn nửa chừng rồi bỏ ai ăn? Đúng. Bên đây anh. Em đổi lại một lần cuối được không anh? Không. Đã chốt rồi. Sao? Em tính đổi lại là anh em không ở chung nhà. Người dân khác họ vẫn là anh em. Hồi nãy là ở chung, giờ đổi lại là ở chung. Nãy câu anh em ở chung một nhà nghe còn thấm tình thấm thiết chứ. Tuy nhiên giờ nó không ở chung, nó muốn đi về ghê luôn vậy đó. Ê, nó nghe nè Hy. Dạ. Trả lại cái dùi cho anh. Dạ em trả. Mà nó nghe là chị Kim, cái là cái dùi nha, chứ không phải cái micro nha. Thấy đội bên đó cứ kê vô nói hoài. Bên nghề nghiệp đó em. Người ta lấy đó làm niềm tin em hiểu không? Đây là đáp án sai. Ủa đâu bất ngờ đâu. Bắn không? Đâu bất ngờ đâu. Lên chuyện. Bây giờ em đánh thì thường quá. Em không đánh luôn. Ủa chứ nãy lên giật là sao? Ý là biết không? Không biết. À không biết hả? Chị cũng không biết. Rồi giờ sao? Mà sao nãy lên giật vậy? Lên đánh chơi cho chú Huy ơi. Mà làm gì lên có vẻ hậm hực tức tối khi đánh sao người ta quánh méo cái chiên của anh vậy? Không mà thiệt thì em cũng nghĩ giống anh Hy. Là thấy chữ anh thôi là em bắt đầu chạy rồi. Mà anh thấy anh Hy chạy nhanh quá. Em chạy không kịp. Em thấy chữ anh em cũng tưởng là anh em như thể tay chân, rất lành đùm bọc dở hay đỡ đần thì em cũng nghĩ vậy. Thôi bây giờ á mình dần. Nếu như các bạn không có đáp án tiếp theo, anh sẽ mở ra một lượt mua mới nữa, chúng ta sẽ mua thêm vài ô nữa. Ok. Đúng không? Ok. Giờ muốn mua thêm gì? Đâu này đi, coi là cái chữ gì. A3 với A5. A3, A4 á. Tìm chừa cho bên kia mua nữa. Thấy thiếu thì mua đi. Mình mua B4. Thôi chẳng mua cái gì đúng rồi. A3, A5. A3, A5. Bên đây. Bên này em không mua luôn. Phải mua ít chứ một ô chứ trơn gian vậy. Người ta mua tới 2 ô, mình mua 1 ô đi. Mua cái mua dưới đi cho chắc cái câu dưới nhiều khi sai đó. Cái này là anh em chắc rồi. Mua A5. A5 bên kia mua rồi. Mua A4 đi. B2 đi. B4 rồi đi. Gì? B2 hoặc B4. Mua B2 rồi. B2 đúng không? Dạ. B2 nha. 1 B2 thôi phải không? Dạ. 1 B2 rồi, chuẩn bị. Chuẩn bị mở này. Quỳnh ơi. Mở ô chữ. Quỳnh. 47 là nhà người dân. Trời ơi. Trời ơi. 10 triệu cắt trong tay rồi, còn cái gì nữa? 10 triệu. Đưa 10 triệu liền cho đội em. Đây. Rồi, đưa 10 triệu vậy. Em ơi, chuyển khoản, mình tỉnh em ơi. Đưa 10 triệu vậy rồi. Trả lời đi, sai một cái đi. Hai chị em mình nắm tay cho đồng hành thôi nha. 2, 3. Anh em bốn bể là nhà, người dân khác họ vẫn là anh em.
Chốt chưa? Dạ chắc. Chắc. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt. Hỏi chốt chứ hỏi chắc. Dạ chốt. Ừ. Đây là đáp án. Không. Hả? Không em à. Hả? Không phải là chính xác. Đáp án đúng. Chắc. Thiệt ra nãy lúc anh thấy tụi em đứng dậy em phân tích không? Người dân khác họ vẫn là anh em là đúng nè. Là ừ. Làm sao mà tụi em không biết được cái câu trên được? Sao không nhưng nói? Mà hồi nãy là tụi em đoán đúng một câu trước rồi. À. Em muốn có cái sự công bằng đây cho trời ơi, tính hơn em nhiều. Wow. Em ơi, hoa hậu thân thiện hả? Ê, chơi vui vẻ không có quạo nha, mặc áo căng nha. Không lô. Không ấy mình nhường em tới vòng cuối luôn được không? Em anh đẹp chứ anh đâu có bị khùng. 10 triệu cho đội chị em. Yes. Câu ca dao nói về trách nhiệm của người chồng, người cha theo quan điểm gia trưởng thời xưa. Mời ô chữ. Nhanh. Hay không? Chú ấy vẫn chậm. Ôi, em biết luôn rồi, em biết luôn rồi. Đọc đi. Đọc đi em. Em đọc nha. Đọc đi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Chốt chưa? Dạ. Sai. Không anh? Ban sơ hay bơ vơ? Ban sơ. Dạy vợ hả? Dạy vợ. Từ thuở. Ban sơ. Ban sơ. Ban sơ. Nãy em đọc gì? Bơ vơ. Bà đọc bơ vơ là lang thang cơ nhở, ngủ dưới gầm cầu. Ban sơ, ban sơ mới ban sơ. Về. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án sai. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sai chữ. Từ từ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Có biết đọc chữ không? Dạ. B3 là chữ gì? Dạy vợ. Rồi sai rồi. Ủa từ dạy kìa. Cái chữ nó mở ngực anh ơi, như vậy đó. Em đọc thiếu một chữ em bị mất chữ dài. Tự em nói nha. Người ta đã mở cái chữ B3 người ngon lại bà vậy đó. Bà, tôi lo tôi đứng đánh kẽn. Tôi đâu có kịp nhìn màn hình mà bà đọc sai. Bà hay lắm, bà Kiều Ngân. Tao bên đây tưởng như biết nhưng mà không biết. Bên này có muốn lên đánh chiên không? Ra hết rồi còn gì nữa em. Lấy lại một câu cho mình coi nè. Mời em. Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Dạy vợ dạy thuở. Cái từ số 3 là từ dạy, nhưng dạy em đã chủ quan hơi em không nhìn kỹ, hấp tấp quá cho nên quen miệng là dạy vợ từ thuở. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một cái dị bản. Nó cũng đúng trong dị bản dân gian đúng không anh? Đúng. Nhưng mà không đúng trong chương trình. Em chữ bơ vơ của em đúng nè. Bơ vơ. Ủa anh vậy còn mới còn về. Cái từ em ban sơ mới về. Đúng luôn. Nhưng mà nó là một dị bản, một bản nữa. Nhưng mà như anh nói là chúng ta phải chọn đáp án đúng với đáp án của chương trình đưa ra. Gợi ý như sau. Câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách. Xin mời ô chữ. Trời ơi, bóng chuông đi lên. Hay quá. Cuối cùng thì Tia đã bánh chiên trước. Ông nội, trời ơi. Lấy cái này nè, lấy cái dùi là gõ vô nè. Gõ vô. Quy định là phải lấy cái dùi gõ vô nghe. Hai ảnh chỉ phóng lên, lấy cái tay quánh vô cái chiên của tôi. Cũng hên là Hải Châu cũng kịp rút cái dùi qua, gõ cái pen vô cái chiên. Bên đây người ta quánh. Để em rút kinh nghiệm lần sau em. Nhưng mà nó phải treo nó dễ lấy một tí. Không có được vậy. Khó là khó ở cái chỗ đó đó. Không, ai em phải treo vào đây này thì lấy mới dễ nè. Thao á. Ai từ từ. Rồi. Để coi cậu gì. Được rồi anh, được rồi. Dạ thưa quý vị, hai bên không bên nào thua bên nào nha. Thì đó anh, bởi vì mới trời sinh này thuận hơn mà con. Trời sinh một cặp đó. Trời sinh một cặp. Này là cái trái. Anh Nghĩa, khoan, em cảm thấy là hình như là có một sự sắp xếp gián điệp ở đâu đây. Gián điệp gì? Hình như là bên kia cài bên đây qua để mà làm chậm cái tiến độ của đội em. Thôi đi. Thì đó là một chiến lược. Hồi nãy em cũng gõ bằng tay mà. Quỳnh lên rất là sớm nhưng mà chị lên rất sớm nha, lên rất sớm. Nhưng mà không tháo cái này xuống đâu. Nhưng mà không em. Không anh ơi. Em cái gì tiện để em tạ thôi. Bên này cũng gõ bằng tay nè. Anh thấy mới có dòng màu thôi mà đó. Không à. Bây giờ nè, đánh chiên trước thì đọc cho anh nghe xem cái câu này như thế nào. Cho đúng nha, sai một từ là cũng bị tính là sai nha. Em xin đọc. Đọc đi. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Bên kia có ý kiến gì không? Câu này, dễ. Ba cái câu. Không, nhưng bây giờ mình đứng sẵn đi. Cái câu này. Con đúng rồi, con ngồi sẵn đi.
hai đứa nó trả lời đúng rồi em ơi. Câu ca dao về sức mạnh của tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách, thương nhau mấy núi cũng rèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Gợi ý nè, một hình ảnh đẹp về tình mẫu tử của nhà thơ Nguyễn Duy qua cách chăm sóc con cái khi còn nhỏ. Bên đây, các em muốn mua ô nào? Em muốn mua ô B3. B3. A1 nè. A1. Em muốn mua ô nào nữa không? Em nghĩ 2 ô thôi. Xin mời ô chữ. Đó, bây giờ mới vui nè. Rồi, nơi đây không gian ba la, lũ chim đua nhau hát ca. Ngồi ta, cơm cá. Sao mà lật đúng dễ sợ luôn á. Hay thiệt á. Lật ra cái không biết luôn thiệt á. Câu này quen lắm, hãy nhớ gợi ý của anh. Nếu không mình mua thêm đi. Mỗi đội mua thêm từ được mà. Em nghĩ là có lẽ là mình nên mua thêm anh ạ. Cho tụi em phải đã thảo luận cái. Tốn 500 hay tốn 1 triệu. Nhớ câu 2 mà quên câu đầu rồi. Bây giờ em bảo anh này, mình có trai luôn lật 4 ô này luôn. Mình mua 4 ô là bên bà chị 7 bên kia, bà sẽ mua 1, 2 ô như này là bà biết liền. 1, 2 ô như này là biết liền. Bây giờ em mở ô A2 đi. A2 rồi. A2, yeah. Bên đây có muốn mua không? A3 hả? Chị thích nào? A2 thì mình mua A4 chứ mắc mua A5. Chuẩn bị đứng chạy tới gõ chuông cho chị. Trời ơi, A2 và A4 luôn. Mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Bên đây rất nhanh, hai chị em phóng lên như một cơn bão. Gõ chiêng mặc dù chưa biết là có câu trả lời hay không. Bình tĩnh, trời ơi. Bình tĩnh. Họ chưa chắc đâu có câu trả lời đâu mà. Chưa biết là có câu trả lời hay không. Gõ giành điểm. Đề nghị không được làm họ mất tập trung. Không, em hát rồi mà. Tăng 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 tăng. Bạn tình ơi, chẳng dẫu ta nhau rồi. Dù trong cách chờ nhưng lòng chờ quên câu thề. Ai mượn? Tại vì sao mà duyên ta lỡ nói gì cũng anh thôi. Anh biết sao? Để tôi giải trình. Em thấy rồi, em cũng biết cái hàng ở dưới rồi mà em cũng không nhớ hàng ở trên. Bây giờ đằng nào mình cũng đã gõ chiên rồi cho nên phải trả lời thôi. Em vừa đi em vừa nhảy một cái ý, còn chữ cuối không biết mà. Bên đây lỡ nó ngã rõ rồi. Em thấy buồn chị em ghê. Rồi, một liều 37 cũng liều em cũng. Nói chung là kiến thức thì nó bao la, còn yeah, em thì nó hàng hẹp lắm. Nên em có sai thì các anh chị em ở đây, các anh chị em ekip cũng như là quý vị khán giả cũng chăm chút bỏ qua. Ủa, gì mà chăn chối dữ vậy chị? Mắc cười quá, người ta nói lên cái nỗi lòng. Đầu năm đầu tháng mình phải nói để mọi người không có trách mình. À anh Nghĩa ơi, cái này là bỏ 1 triệu để nói. Không phải, vấn đề ở đây là nếu như mà chúng ta bỏ 1 triệu là để mua kiến thức quý báu như vậy là đúng. Nói đi em, đáng. Nói em đi đồng ý. Nè, nói đi hay quá rồi đó. Dạ. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương. Ồ chứ lẽ không lẽ là sao tự nhiên nghe xong rồi em đơ chút vậy? Trời ơi, hoang mang. Rồi tụi em cũng có cái câu đáp án y chang vậy. Sao mà bà đi một vòng hồi đúng có đáp án rồi mà vẫn vẫn không vẫn, thề vẫn luôn. Chị nói em nghe nè, thiệt chị nói dốc là chị ốm á. Ủa thề gì kỳ vậy? Sao mà rồi? Không, bởi vì bây giờ Tuyền Mập không hề muốn ốm, bởi vì ốm là không còn mọi người yêu thích Tuyền Mập nữa mà gọi là Tuyền ốm. Bởi vậy á nè, ngồi buồn nhớ mẹ ta, ta gì không biết, ta đây à, không đúng, ta xưa. Ta xưa chính xác rồi. Ta nhớ hồi xưa. Rồi còn ở dưới là ai cũng biết rồi mà. Chốt chưa? Chốt. Chốt. Đây là đáp án chính xác. Kìa mà bà nói bà không biết. Đó đúng là câu ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Em là cắm tay của chị. Lưỡi lừa cá xương. Và tuy rằng Tuyền Mập có một chút sượng nhẹ quay đầu nhưng cuối cùng cũng đã tìm ra được đáp án và mang về cho đội của mình 10 triệu đồng. Như quý vị cũng đã biết, khác với vòng 1 thì vòng 2 hấp dẫn hơn và kịch tính hơn rất nhiều. Ở vòng này thì ca dao không còn chỉ là mang giá trị tinh thần không thôi, mà nó còn mang giá trị vật chất rất là cụ thể. Mỗi ô chữ có thể có giá lên đến hàng chục triệu đồng. Và những người khách mời của chúng ta không còn là những khách thơ ngồi đó và đoán xem những câu ca dao, những câu lục bát đó nó lãng mạn như thế nào, nó tinh tế ra làm sao, mà họ sẽ trở thành những thương nhân buôn bán. Và họ có thể kinh doanh những câu chữ mà đang nắm trong tay. Tùy vào những cái ô chữ đó nó mang tính chiến lược hay không, và họ ra giá để bán cho đội đối phương.
đã có những cái màn lật ngược tình thế vô cùng ngoạn mục. Có những đội tưởng chừng như phá sản, vậy mà một phút sau đã trở nên huy hoàng, để thấy lại những khoảnh khắc thú vị từ người chơi nha. Mời ô chữ. Cái chữ anh biết ngay mà. Thấy không? Thấy quan trọng không? Chữ này quan trọng. Cái đó quan trọng đó. Sao? Dân mẹo. Bây giờ mình lấy lên mình che này. Ê, đấy. Mua không em ơi? Chị đang có một cái A4 rất là... Nếu của chị có những cái quan trọng thì tụi em cũng thì chị sẽ đón được rồi. Đúng không? Đúng không? Chị cũng cần những từ quan trọng bên em. A hi hi. Biết sao không? Vấn đề là chị nè. Bên đây em đang có những cái từ này ở bên kia không? Đúng, đúng. Cho nên nếu như em có được cái từ A4 hoặc từ B3 này, các em sẽ đoán ra. Bao nhiêu? A4 với B3. Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Em muốn mua A4 và B3 mình bán mấy dạ, triệu mình nè. Đưa vậy là mình mất, là mình đã mất 2 triệu. 2 triệu cho cái từ đó rồi. 2 triệu thì mình bán lại. Em thân yêu, đã từng có người đến chương trình này và bán một từ với giá 20 triệu. Cái từ này rất là đắt giá nha. Không, em bán ở dưới trước. Đà, bán dưới trước không nè. Mua. Bây... mắc thì không mua. Nhưng sau đó người mua không mua bởi vì mắc quá. Ừ. Cho nên cái giá cao nhất phải hợp lý. Trong những cái cuộc thương lượng mua bán ở trong chương trình này, một rồi. Từ là 7 triệu đồng. Thuận là cái mua giá cao vừa nhất. Bán. Thuận mua vừa bán nha anh. Rồi, bán hả? 34 triệu chứ. Hai từ là 2,5 triệu. Mình cũng đã biết mấy từ này rồi đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình bán đi lấy tiền lại. 7 triệu anh. 7 triệu. 7 triệu cho cái từ A cái gì từ B. Hai từ. 7 triệu cho từ B3. Một từ B3 7 triệu. Một từ B3 7 triệu. Là không mua luôn. Là quá mắc luôn. Quá em mắc ơi, luôn. 7 triệu hai từ còn suy nghĩ là có nên mua hay không. Mắc lắm. 5 triệu. Anh tìm nói rơi số 5 nè. 5 triệu một từ cũng rất mắc. 4 triệu. Tôi mua tại vì cái từ đó là nó dính với từ sau rồi. 4 triệu. Thôi bây giờ tôi không có hạ. Bây giờ B3 với A4 tụi em mua giá ok nhất là tầm 6 triệu. Cả hai từ á? À khoan, hai từ á dẹp luôn. Hai từ mà lấy 20. Chị thôi không mua. Mua 6 bán. Em không mua, em mua. Là... mua đi anh. Khoan, khoan. Em xin thề nha, em xin thề. Dẹp luôn. Hai anh chị bán bao nhiêu? Bây giờ nè, nếu mà B3 không. Không, em mua 2 chữ thì anh chị bán bao nhiêu? Cái gì là mua nhiều, số nhiều. Ừ, là mua A4 với lại B3. Em tính mua A4 B3. Mua nhiều có nghĩa là khi mà các bạn biết được cái này các bạn sẽ trả lời được. Chưa chắc gì tụi em đoán đúng. Ừ, nên thôi tụi em nếu vậy cao quá tụi em. 15 triệu nếu tụi em lấy được 20 triệu anh bán 15 triệu. Hai từ. Anh chắc chắn với em luôn tại vì anh biết cái từ này từ không bao giờ luôn. Nó là một cái từ cực kỳ quan trọng. Chính dạ, những từ bên em có cũng cực kỳ giảm quan trọng. Đi cho dễ bán mua em ơi. Quan trọng lắm luôn. Ừ. Giảm giá một chút đi, người ta mua 2 chữ được mà. Ừ, cao quá. À. 10 triệu cho 2 từ. Không được, thấp quá em ơi. Được em rồi. Tính đi 10 triệu. Em... 10 triệu. Giá hời rồi, giá hời rồi bán đi. Không mua nữa. Tụi em không mua, quyết định không mua rồi. Tụi em giận rồi. Không mua đi. Anh nghĩ dạ, là thôi không mua, không trả lời được cho bên kia trả lời. Tại vì bên kia đang giữ những cái quan trọng thì bên kia sẽ trả lời được. Không biết mà. Đúng không? Dạ, không bây giờ vậy nè, tụi em còn quyền. Ừ. Mua chữ. Còn không? Còn. Còn. Chữ miễn phí đó anh. À, rồi. Nhưng mà khoan, những cái chữ quan trọng thì bên kia nó không rồi. Đúng mua chữ miễn phí, mình mua chữ A4. Không được. Được. Bên này đã giỡn thôi. Mình mua chữ A5 đi. Giơ bảng lên. Yeah. Yeah. Sử dụng quyền mua miễn phí A5. Mở lên. Mở ô chữ. Đúng. Nhưng mà vấn đề là cái A4 kìa. Thì đó, A4 là cái khó nhất. Đó. Tụi em biết đoán được cái chữ này rồi. Đoán là nó dễ lắm em. Hoặc là bây giờ nè, tụi em không mua 2 từ, mua 1 từ thôi cũng được thì giảm giá cho em. Dạ, nhưng mà thì nãy đồng ý một nếu mà mua 1 từ là 6 triệu. A4 sao 6 triệu được? Với lấy 15 triệu 2 từ mà từ kia chị em đòi 5 triệu là A4 phải tận 10 triệu. Mà anh Tín anh hạ xuống cứ cho em mua 2 từ thì chị giảm 12 làm sao A4 có 6 triệu được? Đúng rồi. Dạ, em quyết định đi bây giờ nè, A4 chắc chắn rồi đó, còn 1 từ nữa là giá 12 triệu đúng không chị? Ừ. 2 từ là giá 12 triệu đó. Lẽ tôi sắp thay đổi ý đó. Lên giá giờ đó. Thôi cứ mua A4 B3 đi, rồi 12 triệu. A4 B3 giá 12 triệu. Bên đây đồng ý bán đúng không? Giao dịch thành công. A4 B3 bên đây sẽ anh đóng che, lại. Anh che chỗ đấy. Anh che chỗ đấy. Nó sẽ đóng lại, không cần em che. Không, che hai chỗ này có chỗ kia vẫn phải che chứ. Những chỗ nào của em đang hở ra rồi, vẫn phải che. A4. A4 B3 là... đóng lại. Đóng lại. Không cần nói lên. Rồi, ok. Bên đây mở A4 B3. Mở. Đó. À, đúng rồi. Thấy chưa? À, mình còn một lượt. Thì miễn phí, xài luôn đi. Tụi em sử dụng. Miễn phí. Nếu mà miễn phí, ok. Chắc chắn phải đúng nha, không đúng là bên kia biết hết rồi đó. Đúng thì thôi. Ờ, ok. Rồi, thôi thôi. Gõ chi. Bướm. Gì? Bướm vàng. Đậu.
đọt mù u. Lấy chồng càng sớm tiếng ru, ru càng buồn, thêm buồn à. Thêm buồn tiếng ru thêm buồn. Không phải càng buồn đâu, có gia tục ngữ không có chữ càng đâu. Chốt đi. Thêm. Đọc lại lần nữa. Lấy chồng càng sớm tiếng ru thêm buồn. Thêm buồn. Chốt không? Chốt. Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án sai. Đây đây. Bây giờ chúng tôi mới lấy tiền này. Gõ chiên. Rồi, đọc xem. Bướm vàng đậu đọt mù u, lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn. Trời ơi. Không thể nào sai được nữa. Đó là đáp án chính xác. Mở ô chữ. Khó nha, nhà nghèo. Bên này chữ đắt giá. Thật sự chữ bên này rất đắt giá. Đắt mà không có cái đầu cũng không biết gì đâu. Bên đây cũng đắt thôi, hiện tại là mình đắt ngang nhau. Giá rẻ nè. Ba thực ra hai câu này thì 14 lô đất này đều khó đáng lắm. Giá. Đáng lắm, câu này khó. 14 lô đất này đều đáng giá. Khó lắm. Khó. Giống như 14 cái lô này nằm ngay trung tâm quận nhất vậy đó. Dạ. Bên này cái bên này nếu mà muốn mua một ô bên này bán mắc lắm, cho nên nghĩ là mình mắc. Tự mua thêm đi. Đúng vậy, cũng nghĩ là tự em mua cho em thôi chứ không không mua bên anh. Không mua bên anh đúng không? Vậy giờ mở bán liền lượt hai nha. Sau khi mua hết lượt hai luôn mà vẫn không đoán được đó, mình hãy bán nhau. Mình bán cho nhau đúng rồi. Đó. Thôi, mua lần hai đi anh, mua lượt hai. Rồi, mở lượt hai. Lần này tới phiên nhà con dao mua trước. Dạ. Mình mua này, mua giữa, mua này đúng để rồi. Mình đoán tiếp tiếp. Dạ rồi, đồng vợ đồng chồng. Bao nhiêu câu cũng ra. A5 B3 cho em. B4 đi. B4 hả? B4 đi. Sao B4 ta? Mắc tiền đó. Đầu tư có lời đó. Mình phải nghe sale em. Ok, bé môi giới chị mua A4, ừ. Chị mua B3 và chị mua B7 hả chồng ha? Ủa này, anh mới sale căn này sao em mua căn này hả? Không được, tại vì giờ hai căn đều khó như nhau đó. B3, B4 đều khó. Em nghĩ là B3. Ok, B3 mà anh chỉ B4. À lòng sorry, B4. B4 luôn. B3 mua không? Thôi, em mua dưới đây là B7 hả? B7 A5. B7 A5. A5. A5, B7, B4. Rồi, bên đây B3, B8 anh ơi. Bên này quyết định lẹ lắm, B3, B8. Đúng, B3, B8, ngon lành. Tiếp B2 luôn đi. B2, coi như là nguyên một cái lô đất phía dưới là mua hết á. Mua 3 cái à. Bên kia cũng mua 3. Mua 3 đều quá, nó khó. Mâu chữ. Hay quá anh ơi. Chết chưa. Ủa sao mà nhìn nó cái câu đời trên này nói là mua B3 luôn không chịu. Không, giờ mình điêu giá bên kia thôi. Rồi điêu đi. Ủa, nhà nghèo. B3 5 triệu. Mua B5 nữa đi. B3, B5 hả? B3, B5. Thật ra thì tại vì bên này cũng đang đoán được gần được gần chính xác rồi, thì chỉ là còn phân vân một vài chữ để đổi qua đổi lại cho nó khớp thôi. Thật ra là bên cho nên là cũng bán đó. Cũng muốn bán được giá xí. B3 nha. B5 hả? Dạ, B3, B5. 10 triệu. Đây. 10 triệu thì nó ít quá anh. 12. 15. Trời đất ơi, tại vì chữ này nó đắt giá lắm. Không, đắt giá. Thật ra là nếu mọi người đoán không đúng á, là mọi người sẽ lấy được cái tiền 20 triệu đó. Tôi là bên này chỉ lấy lời 5 triệu mà chỉ thắng nãy giờ 2 vòng rồi. Nhưng mà cái vấn đề rồi. Là thắng câu này có 20 triệu mà bán cái này 15 họ không mua. Đúng. Bởi vì nãy giờ họ đầu tư hết 6 triệu cho mấy ô rồi. Em cũng đầu tư quá trời. Cho nên nếu bán giá 15 là không mua. Đó là không hợp lý. Vậy thôi 13. Trời ơi. Giảm xuống 13 hay 12. Nãy giờ mình đã đầu tư 6 triệu cho 6 lô đất rồi đúng không? Dạ. Đó. Bán giá phải chăng đi. Mắc quá, không mua đâu. Thì em cũng muốn đón câu này. Em mua, giờ mua nha. Rồi, em mua trước đi. Em muốn mua A1, bên đó bán nhiêu tiền? Chồng ơi, là mua căn mặt tiền. Em đang suy nghĩ câu này. Tại vì câu này điều một giá câu là để nó cũng cho khá là phụ nữ như em. Chồng em chỉ nghe thì nó khá là quen đó, nhưng mà chữ nó hơi dạ khó. Dạ sao, ra A1 đúng không? A1. Hải ra giá cái Hải, đàn ông ra giá khác nè. Tặng của anh, tặng của anh. Mua mình chữ A1. Một chữ A1, một căn thôi hả? Mua một căn thôi à, thôi mà hơi cao đó. Căn hơi cao, hai căn thì mình còn điêu được. Đúng rồi. A1, A2. A1, A2 luôn hả? 13 triệu. 13 triệu, mắc quá. Mắc quá thôi, tôi vẫn bán 13 triệu. Vậy thôi 12.500. Quá, giảm giá đi. Không mấy 10 triệu thôi. Bây giờ nếu như không mua bán được. Giờ mua một ô thôi, A1.
A1 1 ô. A1 em 5 triệu. Không có từ này bạn không bán. Hoặc là giờ bán 2 ô 7 triệu 8 triệu gì đó. Biết rồi bán đi để làm gì. Không mấy 2 ô hả? Không, em bán đúng 1 ô đầu thôi. A1 2 ô 8 triệu kìa, ok. 8 triệu 2 ô 8 triệu đúng không? 2 ô hả? 9 triệu thì được. Thôi 7 triệu thôi, 7 triệu. Bán đi. Không. Trời ơi, đáng được giá lắm em ơi. Bé tay leo xeo này ngồi. Bé hồi nãy anh bán cho em 3 ô có 10 triệu à. Bán đi. Không, em muốn 9 triệu à, 9 triệu thì em bán mới vui. 8 triệu đi. 8 triệu hả? Bớt đi, bớt đi. 8 triệu không anh? Ừ, vậy đi. Rồi, chồng em chịu 8. Rồi, hàng sớm nhau mà. 1, 3, 2. Chốt. Thương lượng thành công. 8 triệu. Đóng bên đây, mở bên kia. Bên kia bán lại chứ. Ok, biết rồi. Ủa, không cho bán luôn hả? À, từ từ bây giờ. Ủa, quên. Mình gõ được mà đúng không? Chưa. Gõ đi, ừ. Gõ mà được. Ê, mình còn có không? Anh chắc chứ. Mình còn có quyền, một quyền trợ giúp. Quyền là quyền miễn phí. Miễn phí hả? Miễn phí. Sử dụng không? Đón đúng mà mình suy nghĩ lại đó. Thì đó bây giờ mình lên lại. Khoan, mình đang phong dân nè. Cái này nè, anh nghĩ là chắc là nó sẽ liên quan cái này đó. Thì đúng dạ rồi, nhưng mà nó đúng á, đúng á. Em nghĩ là đúng vậy, em cũng nghĩ là vậy đó. Miễn phí. Quyền trợ giúp nếu mà mình đánh sai mình không bị trừ tiền. Đúng, sử dụng được. Không? Trừ lần 20 đúng không anh? À, không có. 2 triệu. 2 triệu à. 2 triệu à hả? Trời ơi, sang không? Vừa rồi, các bạn đã đánh tiếng chiên. Tiếng chiên này anh không tính tiền, ok. Đúng không? Do dù em trả lời sai, anh vẫn sẽ không tính tiền. Nhưng thông báo một tin vui, nhà mình đang bị âm tiền của anh. Anh lại nói giùm em có cái đáp án này nó lại gì cho em chắc chắn lại. Chúng ta đang bị âm tiền cho nên. Cái từ này nó lại gì nè anh? Phải cấp nếu mà không? Các em muốn đi tiếp phải dùng cái quyền cuối cùng là cái quyền mà cấp vốn. Ờ thôi thì lỡ phải xài đâu anh chứ sao. Dạ, luôn hay sao luôn. Dạ. Cấp vốn cho em đang xin cấp vốn luôn. 20 triệu nữa không anh? Bây giờ chúng ta đang ở câu số 3 đúng không? Cấp 5 triệu cho đội ca dao. Trời sao dẻo vậy? Cảm giác không? Ông có tại gì biết không? Gõ mạnh sợ móp chiên phải đền tiền á. Đền tiền giờ nghèo lắm rồi. Nghèo lắm rồi. Đâu, tập anh nghe coi. Bên kia chú ý lắng nghe nè. Dạ. Đàn đâu mà gãy tai trâu, cung đâu bắn mũi, gươm đâu chém rồi. Cung đâu? Cung hay nỏ ta? Em suy nghĩ bâng khuâng. Cung đi. Cung, em thấy cung nó hợp dạ hơn á. Cung đi. Cung đâu? Em, có ai ở không để lấy cái cung bắn con mũi? Đó thì như cái chuyện đó là vô lý mà anh. Không hợp lý luôn. Cung đâu bắn mũi, gươm đâu? Này ca dao tục ngữ chắc không có chưa có súng trong đó đâu hình hả? Chắc chưa có súng à. Đâu à? Anh không biết. Không, em nghĩ là cung không lấy súng hợp lý súng á. Không bắn mũi. Không, không phải súng đâu, cung á. Sao mới xoa cung nha. Em nghĩ là cung á. Đọc lại cho anh nghe. Để chốt nè. Đàn đâu mà gãy tay trâu, cung đâu bắn mũi, gươm đâu chém rồi. Đàn đâu mà gãy tay trâu, cung đâu bắn mũi, gươm đâu chém rồi. Chốt chưa? Em thấy nó cũng hợp lý á. Dạ thấy, thật cái hồi nãy câu đầu anh đọc hợp lý đó vẫn sai. Chốt chưa? Dạ. Đàn đâu mà gãy tay chốt. Chứ giờ em không nghĩ ra được. Em không nghĩ ra được. Không gì khác. Em không nghĩ ra được một cái vũ khí nào. Hợp lý lắm luôn rồi. Một cái vũ khí và cái con vật nào mà mình có thể thay vô cái chỗ này được hết. Đàn đâu mà gãy tay trâu, cung đâu bắn mũi, gươm đâu chém rồi. Đây là đáp án sai. Trời ơi, có ai giành đâu. Có ai giành đâu. Đọc. Anh ơi, rung quá. Anh đọc, em đọc. Anh đọc một cái đi, còn em coi lại em chốt mới được. Ok, coi sẽ nhắm cả. Dạ, sẽ nhắm cả. Hãy đọc nè. Đàn rồi. Đâu đàn gãy tay trâu, đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Chốt chưa? Câu trên đọc là đàn đâu đàn gãy tay trâu, đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Đây là đáp án. Bên kia chuẩn bị sẵn sàng rồi phải không? Không, em đứng máng lại. Là cho. Em định nếu mà đúng thì em máng lại, còn không đúng thì em sai. Một từ một. Rồi em biết từ gì rồi. Sai này. Đọc. Không, chắc có thể là không lẽ em đàn cũng nghi là một mà. Từ. Không, cái này là đạn nè. Bên đó lực, bên đó là mua ô này đúng không? Ô này, đúng này đúng rồi. Đúng rồi. Đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Gươm phải chém thôi, mình đâu. Đúng rồi, nó đúng rồi. Vậy là đàn đâu đàn gãy, đàn đâu mà gãy tai trâu. Gươm a cu đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Chốt chưa? Chốt. Dạ chốt. Chốt.
đàn đâu mà gãy tay trâu, đạn đâu bắn xẻ, gươm đâu chém rồi. Đây là đáp án chính xác. Mình cài đúng chữ anh ha. Vâng, coi về nha. Đến với vòng 3, chỉ trong vòng 120 giây thì hai nghệ sĩ sẽ phải giải mã được cả 3 câu ca dao. Ở đây đòi hỏi những người chơi sẽ phải có một cái sự thông minh lẫn một cái trí nhớ thật là tốt, cũng như là cái cách lựa chọn chiến thuật trả lời câu nào trước, trả lời câu nào sau để có thể mang về cho mình số tiền thưởng thật là hấp dẫn. Đã có những đồ chơi mà số tiền thưởng mang về lên đến hơn 100 triệu đồng, nhưng cũng có những đồ chơi phải ra về trong tiếc nuối khi họ chỉ sai một từ duy nhất mà thôi trong những câu ca dao mà chương trình đưa ra. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem lại những khoảnh khắc này của các đồ chơi với vòng 3 mang tên Chinh phục bảng vàng. Hãy cố gắng mà đoán cho đúng nha. Mở ô chữ. Có một câu ca dao ca ngợi đức tính thủy chung. Muốn đoán hồi nào trước cũng được nha. Câu 2, câu ca dao như lời than thở về thân phận thấp kém của người phụ nữ thời phong kiến, may mắn thì mới gặp được hạnh phúc. Câu 3, câu ca dao mượn hình ảnh của hai loại cây để trai gái đối đáp gieo duyên ý nhị tán tỉnh nhau. Mình trả lời câu nào cũng trước cũng được, không được. Em trả lời câu dưới trước nha. Nhanh nhanh. Mận hỏi, mận hỏi thì đào xin thưa, giường hồng mở lối nhưng chưa ai vào. Chưa đúng. Mận hỏi. Em câu 2 trước nha. À. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Chính xác. Vậy em câu dưới đi anh, câu dưới. Không không. Câu trên đi. Đào suy nghĩ câu dưới đi. Cái chỗ mận đào em suy nghĩ mình đi. Trăm năm ai 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 chớ bỏ ai, chỉ theo, chỉ theo nên gắm, chỉ theo gắm, gắm sắc mài nên kim. Rồi. Chính xác. Câu cuối kìa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng mở lối mà hay nhưng hồi nãy nói là nhưng á, mà chưa, sao chưa ai vào. Không không phải. Chưa đúng. Vườn hồng mận hỏi, mận hỏi thì đào xin thưa, đúng rồi. Vườn hồng thì đào xin thưa, có lối, có lối nhưng chưa ai vào. Đáp lại một lần nữa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Chốt không? Chốt. Chính xác. Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gấm sắc mài nên kim. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lỗi nhưng chưa ai vào. Ba câu 100 triệu đồng. Về mở thương hiệu cái dưới em ơi. Như vậy là đội Huế và em đã chọn 21 ô. Và bây giờ chúng ta hãy xem coi dưới những câu này là những cái từ gì nha. Và lúc đó thời gian nó sẽ bắt đầu nhảy. Hãy nghe cái lời gợi ý của Đại Nghĩa và sau đó trả lời liền. Nếu như cảm thấy câu nào chưa nghĩ ra, cho qua để đọc gợi ý của câu tiếp theo. Xin mời ô chữ. Gợi ý câu 1. Câu ca dao biểu đạt cho tình yêu mới chớm nhưng nồng nàn và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Rồi, anh đọc câu 1 nha. Rồi. Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu. Chính xác. Câu 2. Câu ca dao này nói về thân phận người phụ nữ xưa không biết được tương lai thế nào, ví như một hiện tượng thiên nhiên. Thân em như hạt mưa rào. Ờ, hạt xa đáy giếng, hạt vào vườn hoa. Chưa đúng. Vâng. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng, hạt xa vào giếng, hạt vào vườn hoa. Vẫn sai. Không biết, mình qua câu sau đi. Bỏ qua đi. Thuyền về có nhớ bến xưa, bến thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một già khăng khăng đợi thuyền. Chính xác. Rồi. Trở lại câu 2. Thân em như hạt mưa rào, hạt xa đáy giếng, hạt vào vườn hoa rồi hồi lúc này rồi hả? Hạt xa cái gì giếng? Hạt xa đáy giếng, hạt xa, hạt xa xuống giếng. Hạt xa xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Yeah. Thời gian còn lại rất nhiều nha, còn lại khoảng gần 1 phút. Có nghĩa là trong vòng 1 phút mấy giây thôi, hai anh em đã giải mã được cả 3 câu ca dao này. Quá tuyệt vời. 100 triệu đồng. Mở ô chữ. Đó. 3 câu.
câu đầu tiên mình mở A1 trước đi nè. A1. Dạ. A1 vẫn là A6. Mỗi câu có như mở 7 ô tất cả. B6. B1. A B1. Ừ. Rồi C. A3. Khoan, đừng mở A3. Hả? À, mình được mở nhiều lắm mà. Đó, mình được vậy mở. Thôi, C, vậy tiếp đi, y chang vậy luôn. Mỗi một câu là được mở tới 7 ô lận cho nên. B8 luôn đi cho rồi. B8 luôn. Mở sao? B8. Ờ. Với lại B4. B4. Hai câu dưới giống y chang vậy không? Rồi, y chang vậy luôn. Rồi, photocopy y chang. Vậy đi cho nó nhanh gọn. Ok. Ừ. Rồi. Mở 21 ô xong, bây giờ anh sẽ có thêm những gợi ý và các em phải đoán ngay trong vòng 120 giây nha. Dạ. Yeah. Mở ô chữ. Câu ca dao ca ngợi tinh thần lạc quan và thái độ lao động chăm chỉ của người nông dân. À, câu đầu rất là quen luôn. Câu đầu là đủ nhau đi cày. Khoan, từ. Ngày bay rủ nhau đi cày là đúng rồi đó. Nhưng mà bay thì có thể là bây giờ. Bay thì có thể là bây giờ. Nhọc có ngày phong lưu. Bây giờ cực nhọc có ngày phong lưu. Cực nhọc bây giờ. Đúng không rồi. Không. Rủ nhau đi cấy đi cày. Thế em nghĩ là khó nhọc nó bây sẽ giờ khó nhọc nó sẽ nó sẽ thơ hơn. À. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Chớp không? Chớp. Chính xác. Rồi, tài rồi. Câu số 2 gợi ý. Đây là hai câu thơ về khát vọng về tình yêu trong bài thơ Ngậm Ngùi của nhà thơ Huy Cận. Có phổ. Ê, cái nhạc luôn á. Quen lắm kìa. Có phổ nhạc luôn á. Nặng sầu. Tay em tài. Đầu tay em đầu tay gì trời. Tay em đầu có đầu. Phổ nhạc bài này luôn rồi. Có phổ nhạc rồi. Ừ. Hả, tức là bài này nó nằm trong một bài hát nào rồi. Tay em tay anh em đầu đánh là... Ủa, em gì em gối hả. Tay à, đúng rồi. Tay anh thì em phải gối đúng không? Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho anh nghe nặng trái sầu. Cho trả lời câu dưới trước đi. Gợi câu số 3, câu ca dao có ý nghĩa phải phấn đấu thì mới có kết quả, thành công càng nhiều thì càng nhiều thử thách. Cây cao thì gió càng lây, càng cao danh vọng. Càng cao danh vọng càng dày gian nan. Chốt không? Chốt. Chính xác. Tay anh em gối lên đầu cho anh. Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Sai. Và thời gian đã kết thúc. Cái bài này nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ khép đôi lá sầu. Dạ không biết bài đó luôn anh. Bài này quen mà. Tay anh em gối lên đầu. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Rơi luôn. Tay anh em hãy tựa đầu cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Thuận à. Gì Thuận? Thuận á, Thuận làm cho em bị rối. Thuận nghĩ rồi chứ bà. Đổ thừa gì? Thuận nói cái câu đó là gối lên đầu bởi vì em bị hoang mang. Ai biết đâu thì ta cũng đưa ra cái ý kiến vậy thôi. Nhưng mà coi như là hai người mỗi người vô đường câu rồi. Đủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu. Rồi cây cao thì gió càng lay, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Bốn trùng kéo. Yeah. Qua chương trình Sao Hay Chữ, chúng ta thấy rằng kho tàng ca dao Việt Nam chúng ta vô cùng phong phú. Và chúng ta càng thêm yêu cái hay, cái đẹp trong từng câu ca dao. Ngôn ngữ trong ca dao vốn là những ngôn ngữ hết sức là giản dị, nhưng mà được trau chuốt, được mài dũa, cho nên vừa hay, vừa đẹp, vừa chân thành. Và đó là ngôn ngữ của những người của tầng lớp lao động, được kết hợp với ngôn ngữ bác học, tạo thành nét đặc biệt và phong phú đa dạng trong ca dao Việt Nam. Và qua những câu ca dao của Việt Nam, chúng ta biết thêm nhiều về cuộc sống của cha ông chúng ta ngày trước. Bởi vì đó là những sự đúc kết kinh nghiệm sống, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, và kể cả những cái tâm tư tình cảm mà cha ông đã gửi gắm vào trong từng câu ca dao, từng câu thơ lục bát. Với những hình ảnh ẩn dụ, so sánh và với những biện pháp tu từ đã làm cho kho tàng ca dao Việt Nam chúng ta ngày càng phong phú hơn.
Và thưa quý vị, Đại Nghĩa rất là vui khi được trở thành một người bạn đồng hành cùng với tất cả những người chơi cũng như quý vị khán giả trong chương trình Sao Hay Chữ mùa đầu tiên. Và chúng tôi cũng mong rằng những tình cảm mà quý vị đã dành cho chương trình sẽ tiếp tục để chúng ta có thể đến với Sao Hay Chữ ở mùa thứ hai với những câu ca dao hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, để cho tất cả những người chơi cũng như quý vị khán giả khi xem chương trình chúng ta có thể nhận ra được cái hay, cái đẹp trong ca dao, trong cuộc sống của cha ông chúng ta ngày trước. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình Sao Hay Chữ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị khán giả vào Sao Hay Chữ mùa 2. Xin chào tạm biệt.